Sáng mấy thầy coi như mỗi người làm công chuyện rất là vui. Con từ tốt sống này cho nó khỏe, mình nói đi đi chứ là sao văn từ nó là những thọ của bá tánh để không kia thì cái này thì nó hơi ngắn là không kể là mấy cái kia là các thời gian chút nha. Bây giờ đưa cái là bánh đi thời gian cho chị đó một lần rồi đó muốn cái đó thì tôi còn ra cái này để đó tôi chỉ cho nó về cái sợi dây cương sợ không 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 khúc đó đó là qua tiếp đi hay là nếu mà ông cái tay ông khéo thì ông dọ này tôi được không dọ dọ thì dễ dọ cái giống này nè hay là ai muốn ai khéo dọ này anh giống gì nè đó. Bây giờ tôi đi vào trước đi là cái ông nào mình thích cái nào làm cái đó này nè nè là vào cái này vào nè vào có cái nào thấy mà thì gọi làm tiện thì một người làm khâu giờ tập cho bốn cái thôi huynh đệ làm thì nó dễ nè cái này thì nó hơi dễ đó, nó khó còn nếu bánh tét thì nó cứng hơn nè thấy chưa gấp xuống là thấy không cái này thì nó hay chảy nước mà nay bất kỳ nữa thấy chưa thấy vậy mà ông trẻ dễ tôi thầy gặp tiếp thu lắm rồi dày bắt đầu nào tiện như thông nè không để nguyên hồi cắt dụng cũng được nhưng mà cắt dụng quên cái nó dán vô cái này nó dính như thông đâu bên nãy mình đang bắt đầu như thông cái là dẹp tiệm á rồi bây giờ dày nè giờ thấy chưa nè một mắt giờ thấy không hai ông thấy không hai nát muốn làm mấy nát thì tùy thì bánh tét phải là bốn nát trở lên ba nát bốn nát lắm người nè ra như vậy là dây thì nó dư mà hồi đã dư thì không sao nếu dư là thêm năm nát sáu nát cũng được nè cái giá cuối cùng nè luôn hôm nay để bà con tôi mời anh ra anh sẽ chúc không sao rồi lấy cái khay thì để tôi nó chảy em luôn chảy không sao rồi biết khay cho nên cái nhão là có nước nè thấy chưa rồi bây giờ ông nào làm nào cái này thì tôi lấy cái tập bao tay cho anh chị cho nó sạch sẽ vệ sinh tôi lấy nha cái này chả lụa bị tổ cái gì đó lâu lâu nó cũng phải bị một cái rồi tự nhiên mà hãy não là thầy tạo thấy mồ luôn nha cho ai con nữ nó mới nhỏ nó luôn rồi cái quan trọng là lúc cái gói mình á còn đó nó đang sợ nó đi vô không có nghiên cứu thì mình để bỏ không không mà thử cái chén nha chén mà cho mình ngồi mình đã chén không được thôi thì cái khác nè cái trăm trà nè kìa dạ dạ hôm nay nó có kiệt kiệt á thật sự có kiệt giả không xong rồi đấy Cảm động một thời đã qua
tên cúng cơm. Ở tình hình Việt Nam quê người ta hay đặt hai tên, cú đen cú đất cú đỏ gì đó. Yeah.
cố gắng được cái 2 năm mới được về xong về quê một lần nha.
khó khăn lắm á nghe, nó tức là mình nó khi nào mình về đó ngoài trời nó các chuyện là thầy tổ ha cha mẹ chứ mình được về ngoài cái sao tiền được tốn hao bá tánh hoặc đi làm thì cũng bị khổ khổ hai năm về không một lần. Trời ơi, con ra đây hả? Tôi 13 năm rồi nè. Cả, gần cả năm mới về hả? 11 năm hơn mới về đó. Về năm 2007. Cũng một cái hai, một cái hai và hai năm liên tiếp vậy đó. Là thôi đó, không về nữa. Ông nói gì chứ khi mà ông về rồi á, là ông có tiền là ông dọn muốn về không? Đó, thì tâm lý đa số vậy đó. Con đi đó một hồi con đi con mệt lắm. Con muốn đi. Ngồi ở đây 24 tiếng đồng hồ cũng mệt lắm. Ông nghĩ sao tôi ngồi nổi? Bởi tôi bây giờ về là phải ngồi đi kia. Thầy phải mua vé. Chứ thật sự ra không phải là xa. Cái giò tôi ngồi đâu không có được. Không, thầy phải mua cái vé mà thiên nha khoảng 3-4 ngàn nha. Chứ chứ không phải là xa, là ông ngồi không chịu nổi. Nó rộng rồi đó. Nó rộng thẳng chân rồi. Nó tính ngồi nó phục vụ kỹ lưỡng. Dạ mà cả ngày hào tôi không nằm mà chiều bây giờ nó nhít ghê lắm. Nhưng mà tôi mới đám tôi tạm riết lắm. Cho nên trong ngày tôi không nằm là vậy đó. Tôi đi không nằm thẳng cái giờ rồi. Nhít ghê lắm to rồi. Nhìn mình đen luôn. Thế thì nói được rồi đó hả? Mình bóng nó tét dễ rồi. Vậy là nói như thế là học lẹ mà. Cái tuổi trẻ học dữ mẹ. Cái quán tâm này quán nó đi. Cái này tôi bấm gì nó quán to thì nó thấy mình trẻ nó. Tranh thủ mấy đứa còn trẻ, tranh thủ học được cái gì học. Thì như tới tôi giờ tôi không cách nào nổi trên. Cứ gì học tôi không có, tôi đến tối ngày ngồi học ôm máy học mà tôi không bao giờ tôi nói gì trên. Đừng ôm máy chơi game hay ôm máy à. Có phim mà tôi bực mình lên tới còn thì cái coi bây giờ giá còn cứ học. Mấy ông cái học cái gì tôi cũng chịu, tuổi trẻ ráng học. Học không bao giờ mắc mát cái gì hết trơn. Giờ tôi hối hận ghê luôn á. Học không được. Tới cái tuổi này là nó mới vô. Cho học online nữa. Đó, học tại thì học online luôn. Học gì vậy? Đăng ký học online. Cái này hả? Ừ. Thời gian rảnh là chưa có đồng nghiệp về trên tên cứ gì học. Để hỏi thử, lên cái điện thoại hỏi thử. Ở nhà học online trong thời gian chưa có làm cái gì đó học online. Ồ, còn giấy tờ mình gửi cho chị Thảo ta có thảo. Ừ, có cái mail không? Thì cái này tôi dán cho con. Không, cái này kia cho tôi đâu biết. Bây giờ chắc có thể là ngày mai, ngày mốt thì ông phải đi mua cái máy. Cái máy in. Ủa, cái máy in được cái photo không được. Cái photo hết cái hộp xã hội mà gửi cho Thảo luôn đó nè. Cái máy vừa in, vừa photo, vừa kênh đó. Cái căn nằm nè, cái rề, cái máy in của tôi thì nó có một câu được nhưng mà in nó không có ham mực. Mấy anh em á, tôi hứa ra là Phật tử tôi là mấy anh em mà cảm thấy dễ thương là ra Phật tử mà tạo mọi điều kiện. Họ bất mãn nhiều việc nhưng mà họ gặp lại người đồng dễ thương và lo cho mình. Nhưng mà hôm nay là tôi dụ khỉ nha, tôi có dụ khỉ ai nha. Đừng nói tôi dụ không có là tôi không có dụ ai là ai tôi được hiện giờ. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi hơi hỏng lãnh thì thôi. Đó là phải có trách nhiệm. Nhưng mà đó tôi phải học là cái điều cao cả nhất. Đây rồi, xong giờ bữa giờ muốn đi ăn cơm ra nữa. Muốn học nếu ví dụ có điều kiện học xong ví dụ ấy là học một kỹ sư bác sĩ cũng được luôn, luật sư tôi sẵn sàng luôn, tôi rất là tài. Nếu kỳ học trở lại là tôi cũng muốn là tôi cũng biết hả không biết là học luôn sẵn sàng tôi kêu gọi cho tôi rất là tài, chỉ có cái anh học thôi không học một luôn kêu gọi được tôi nói tiền một tờ tôi là ai hết tôi phải lo học lý đấy. Phật tử thầy tài toàn là khùng khùng không mà phải là bác sĩ luật sư rồi kêu móc á. À, cầu Phật tử chùa ta sao toàn là khôn không à. Bởi vì bà chọc lắm đấy. Tôi ít Phật tử mà toàn là Phật tử khùng khùng mà khùng
còn cả bác sư, bác sĩ, luật sư rồi không, còn cùng của bác sĩ, luật sư nó móc vậy đó, rồi tôi thấy ai tôi mong mai nói tôi khùng, mong mai nói tôi khùng mới sơn á, bao chi là nó khùng mình cứ nó đã gọng mình đã cười nó tới rồi, mà tôi nói bình thường quá thì nó khùng mình tôi nói năm bữa cô đã ra từ Việt Nam 50 triệu, xin nấu một đống cháo mà thôi, xin xuống giường ông mới thôi, ông rất thiện qua mà tôi nói đi làm cực khổ thôi, bây giờ tới đó 100 ngày mà cô tôi nói món gì để đem qua mà tôi buồn cho, nói thôi, thì con anh em lo qua thì có mặt với hết lòng đối với đạo tự lo cho bản thân rồi mà tôi cũng vui rồi. Nếu làm thì có tuyến cáo lên nè, mạnh lên nè. Cái thầy kia bữa chẳng là con ở, không có chờ ở. Thầy nào đi từ Việt Nam á, nó ở nhà ở đâu. Chứ không có con ở, thì chẳng có chứ đâu. Cái thầy ông bà tưởng là không có ở đâu ở, nó về từ Việt Nam ở đây một người thầy mà ước rồi hả? Thầy nó tương đối dễ nè, cho ông ở đặt đầy đầy ở trên trường thì mình chút năm đó nè, ông để tới trường mình chút năm mà ông thầy nè. Nếu mà riêng cái ông phải làm cho ông nếu thì ông có hiểu làm cái đó là tại cái cuộc cái đó riêng đặc biệt giống như già lao nữa thấy không? Yeah. Già lao như lĩnh nghiêm vậy đó, tại vì không phải là người ta phân biệt quá nhưng mà tại cái đó là một cái miền của các vị ta cố ta giữ cái miền chứ không phải là quá phần gọi là phân biệt như già lao cũng vậy, già đó là cái gốc cây nôi của sông hương muốn ngự thì phải giữ như vậy thôi. Nói xong thì bây giờ được ăn sáng. Ăn sáng là hộ tôn chúc nó là đi đâu đi. Cô quản lý ơi, chạy qua nè, qua coi mấy thầy. Cô nói mấy ông thầy đẹp quá, sao cô sợ con cọp nó vô. Tôi kêu gì cô lo xa quá. Quản lý lo xa quá. Rồi cái nghiệp của mấy ổng thôi. Sướng thì sướng, khổ thì khổ không. Đi quản lý không biết còn máy không, còn đang coi không ấy. Đi chạy qua đi chơi ăn sáng nè. Qua đang bắp bánh nậm nè. Đó, mấy ông mấy thầy giỏi không? Chuẩn bị là nhà băng không có chỗ gửi tiền nữa nè. Làm giỏi vậy là nhà băng không có chỗ, không có chỗ để cắt tiền cho mình nè. Cái rồi tổ trác thì tính rồi, nhỏ nhẹt rồi nè. Đã nghe, nói vui phải tôi nói gỡ nghe, tôi không ý nói là dở nghe. Đã mà vui cái là nếu mà lỡ mà hấp ra mà nhạo là vô đây là mấy thầy trò ăn như cái ăn không cả tháng không hết luôn á. Còn là không có được cái này mình sẽ hấp nó sẽ kết. Ừ, không kết là thôi này, hồi để lại một số làm chả chén nữa đi. À, chén gì mắm chân á, để cha vô làm vài cái mắm chân ăn không? Ừ, chả chén mắm chân. Dạ nếu mà hai ba ông thầy mà kia mà làm giấy tờ mà đi qua được nữa là đã chụp chùa mình là có thể đông đứng nhất gì hiêu tên đó, chùa nhỏ mà đông nhất gì là nổ luôn. Cái bữa mua nhà cái bên của thầy.
sáng. Bán là mua liền, bán cỡ nào cũng chạy mua mà sợ chưa bán. Rồi. Cái miếng dầu xuống dưới